Wow. Thơm không? Thơm. Không nghe mùi gì? Thơm mùi sò. Ê, nó nở ra kìa. Kìa, chuẩn bị bung ra nè. Review ăn con sò lụa này coi cảm giác thế nào. Nó ăn ngon. Có con ăn ngon, có con ăn thúi thúi. Thúi thúi. Thịt nó là sao? Thịt nó dai dai, ngọt ngọt. Chấm với nước mắm ăn cảm giác thế nào? Ngon. Hello, xin chào cả bạn. Chào mừng bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nha. Và mình là Quỳnh Như đây. Yeah yeah. Hôm nay thì mình sẽ nấu ăn ở bên nhà trời bên này nha. Ăn thì hôm nay mình sẽ làm cái món sò nha. Sò này mình ăn rất là nhiều lần rồi, rất là ngon và ngọt luôn. Thì đây là sò lụa nha mấy bạn. Hồi trưa thì nó còn thở thơm thớp le 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 lưỡi luôn. Mà giờ này thì nó hả hầu hết trời. Cho nên là mình sẽ quyết định là hấp tiêu xanh với lại xả với lại ớt. Mình sẽ làm một cách thật là đặc biệt nha mọi người. Thấy là mình đang nấu một chảo nước sôi. Mình sẽ để cái dĩ này lên trên này. Cái chảo mình luyện nhiều quá bây giờ nó mớp méo rồi mấy bạn. Tiêu nè, chiều nay trong nhà mình làm gì mà chó sủa dữ không biết. Xả nhà mình nè, em bé vô, em bé vô kiếm phú hả? Chùm ruột nó mấy năm mà thấy không có trái gì hết trơn. Bây giờ mình sẽ để những con sò lụa của mình lên. Làm gì cú đốn con cây chùm ruột này. Mượn dao đốn chùm ruột hả? Không có trái đốn vô. Giúp đỡ chị ba là vô nhà lấy giùm chị ba cái nắp dung nhanh lên. Ok, để cứu giúp đỡ chị ba. Kiếm cái nắp dung ở đâu? Kiếm coi cái nắp dung chỗ nào. Nguyên ngày nay trời nắng không biết là bao nhiêu độ luôn. Mà kiểu như mình đi chợ lúc 11 giờ mấy, mình về nhà hồi 12 giờ đó. Bây giờ cái đầu của mình nó nhức nổ tung luôn. Mẹ mình nói mình là cái người dạng kiểu như là nắng không ưa mà mưa không thích gì á. Tại vì trời mưa á, trời lạnh á thì mình bị sổ mũi, mình bị viêm xoang á, còn trời nắng mình bị nhức đầu. Cho nên mẹ mình nói cái người gì đâu mà nó khó chịu thiệt luôn mấy bạn. Có cái nắp dung chưa? Giờ nhức đầu á, quậy à. Quậy kệ qua chứ. Chúng ta có khiên cấp bệnh. Rồi đẩy nắp dung lại cho tôi đi. Nắp dung gì nhỏ vậy? Còn cái nắp dung bự đâu? Quần nó mấy bạn ơi, nhức đầu quá. Nhức đầu mà gặp quần. Nhức đầu mà gặp phú nữa, mệt quá. Rồi, tuyệt vời. Số 1, dẹp đi. Và chờ đợi trong vòng khoảng chừng 5-3 phút nữa là chúng ta sẽ có ăn nha mọi người. Mình sẽ nấu bằng cái hơi nước của nó, cho nên là cái con sò của mình nó sẽ còn ngọt và ngon. Gì? Bị bóng đè. Bị bóng đè hả? Bộ ghê chưa à? Mờ mờ ngay giờ mà đi về. Nắng cực á. Nắng cực về bị gì? Nắng cực xong cái về mình mệt, mình nhức đầu ngủ á. Thiệt không trời? Thiệt không? Đi nắng là mình về mình đừng có ngủ sớm. Tại sao? Bị bóng đè á. Có ai chứng minh được điều đó không? Hôm nay cũng giảng đạo lý. Mẹ kêu. Có đâu. Wow. Thơm không? Thơm. Không nghe mùi gì? Thơm mùi sò. Ê, nó nở ra kìa. Kìa, chuẩn bị bung ra nè. Wow. Nó chuẩn bị nổ à. Nổ thì nổ trời. Đó, đó. Đẹp dữ. Kìa. Nè, chị ba. Ừ. Nó vậy chứ không có chết. Nó mở ra cái nó kèm theo câu nói xin mời quý khách. Thơm ngon mà bạn nha. Xin mời quý khách. Hết chưa? Hết nãy chưa? Ở kìa. Kìa. Wow. Hồi tới con này nở nè. Giữ lại tiền giao giáo sư. Mình sẽ đóng lại. Đóng lại đi. Rồi chuẩn bị ăn. Bây giờ vụ gì vậy? Để nó nở. Sao nó nở bung ra hết vậy? Ăn. Ăn đi. Chín chưa? Trời ơi ngọt luôn á. Ổn dở ra nha mọi người. Chín rồi đó. Wow. Thấy hấp dẫn ha. Để mình xào lên cho mọi người coi nè. Đây. Bây giờ chị em mình ăn trên cái này luôn. Cái cách này mình thấy hữu ích ghê chứ. Nó vừa có hơi nước mà nó vừa không tiếp xúc với nước nữa. Mấy cái con này của mình nó chín hết trơn rồi nè mọi người. Nè thấy ghê không? Hơi cái thịt nó nè. Mập, ú ù ù luôn nội ơi. Nè ú ù ù luôn nè, thấy không? Ú ù ù. Còn mấy con này te tu quá. Biết có chết không mà nó không có thúi. Thôi kệ đi. Con này mập quá nè. Thôi bây giờ thì chị em mình sẽ để cái chén nước chấm lên đây rồi chị em mình thưởng thức nha mọi người. Có xả ngon. Ủa sao ông ấy xuống, ông ấy lên.
con bảy con thì mình làm gì dưới đây. Ăn 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 mấy bạn ơi, bây giờ ăn lẹ đi, bây giờ mấy con đuổi tấn công mình quá rồi nè, ăn lẹ đi để muỗi tới. Nè ăn. Nè ăn nè, ăn ăn nè. Ăn thôi. Nè mấy con này mới hẻ nè, ăn đi. Ai kiếm phú á, thôi kệ đi, không quan trọng. Có mấy nhóc nhóc rồi chảnh. Ừ, bây giờ mình sẽ ăn nha mọi người. Ăn đi. Tao chảnh nãy tao hát nhiều ngào với nó cười đâu. Nhúng vô miếng mắm vậy nè, ngon. Cười cho cái tao đi gà cái nó trốn tiêu. Ăn để trên bàn đi, chút chị ba hốt nha. Đừng dục đi đó. Ừ, cái thịt con này ngọt quá, tiên ăn thử miếng tiên. Ừ. Đau bụng. Đúng rồi. Sao? Mới ăn có con này. Sao mày không chấm nước mắm? Tao thấy rồi rồi, trúng rồi. Dính rồi chứ gì. Sao không chấm nước mắm? Ăn thử con này sao nó ăn mùi nó ngon kỳ lắm. Nè ăn con này đi, không thôi nè. Ăn thử con này đi. Tao có rồi. Chết ai giờ, anh đen. Chắc nó ăn chúng con nào chết quá. Rồi. Con nó có hơi không? Có. Ê sao lần nào nó đi hết tóc nó cũng bị mất lỗ chỗ này vậy ta? Ở sao tóc rồi gì vậy? Ủa hết tóc chưa? Mày mới bị hết rồi. Cái đầu này đâu hết tóc đâu. Ê cái đầu này đi học ngủ vì người ta cắt nữa rồi nè. Ừ. Phạm. Phạm gì? Cái đầu này tóc này chưa hết mà. Ai hết tóc kiểu gì tóc còn dài vậy? Không có, nó hồi bữa nó không có bị cái lỗ này. Ừ, hồi nãy là thấy kỳ kỳ rồi. Ai cắt rồi? Ai biết, cua biết không? Ai cắt tóc mà không biết. Lần nào nó về nó cũng bị ngay chỗ đó, thể mà tóc nó dài là tóc chỗ đó nó bị lõm à. Ai cắt? Vô lắm. Hả? Bị hôi. Hả? Bị hôi. Ai cắt tóc? Con chó của mình bị xì cà que rồi nè. Bị con gì quýnh rồi quá. Con bon, hồi khuya hôm qua tao ra tao đi ỉa tao thấy mừng tao mà đi cà nhắc. Mới bị dâu ra. Không phải đâu, có bà chó sủa làm như có bắt chó hay sao á. Làm như có bắt chó á. Ghê hả? Cái con nào mà nó còn quen. Tối này con chó mình nè, nó dí ai mà chạy vòng vòng, chạy vòng vườn xong chạy lên trước luôn á. Dí ma chứ ai, tối nào không dí. Mà hồi bữa mọi người biết gì không? Mình canh với mẹ mình hai đêm, chó nó sủa quá, mình bây giờ mình mệt mỏi, con người mình qua nay mình đụng vô là mình ngủ luôn. Ghê hả? Vì có chó dí ma hả? Ừ. Cái con sò này ăn nó rất là ngọt luôn nha mọi người. Bữa nay cỡ chút chuyện hả chị ba? Nói chuyện gì? Chuyện con chó với ma thì hết rồi đó. Ăn nó rất là ngọt, chấm với nước mắm này ăn rất là bắt miệng luôn. Nước mắm bữa nay làm hơi cay cay nhẹ thôi, có xả nè, có tắc nè. Sao mới đi ớt hả? Ăn trúng hai con nó mũi nó ngô kỳ lắm. Nó thôi mùi gì cũng chết gì rồi. Tào lao cái này hải sản nó chết nữa, mùi thúi luôn chứ mùi hôi gì. Kể câu chuyện ngày 28 tháng 3 là sáng bữa đó mình chở Thi đi làm. Mình đâu có đâu quá hả? Mình đâu có đọc báo đâu mà mình biết cái hai đứa đang ngồi uống cà phê. Cái Thi Di nó ê biết cái vụ gì mà cái ông này lấy cái cây đập bà này chết không. Cái mình đâu có đọc báo đâu, mình biết sáng mình ngủ dậy trễ nữa. Gặp mình đi hái rau ra ngoài kia làm clip giờ qua bé Như làm clip nữa. Cái xong cái mình đâu có biết đâu, cái mình kêu nó kể mình nó không có kể, cái nó mới tắt mình vô trong cái video mà mình đâu có coi được. Nó bị cái gì tiêu chuẩn gì á, xong bị, cái bị mất công tác, xong cái nó mới cái mình mới tự nhiên mình mới coi trong cái trang khác. Chết kì, con nào chết bỏ đi. À, mày ăn mấy con nguyên này nè, mày không ăn, mày ăn mấy cái con gì đâu. Hôm nay muốn ăn còn mấy con chết nè, mùi vậy á. Ồ, kể tiếp chuyện này. À, con này tao để nè, chị không ăn. Ok, kể tiếp đi. Cái mình mới bấm vô cái video mình coi. Thì mình thấy mấy bạn chắc mấy bạn cũng có coi video ở Tân Hương mà phải không? Sống đó, ở đây mà nhăn nhăn tại cái con này hải sản nó lạ. Cái mình coi cái video là mới đầu mình không biết vụ gì hết. Thấy cái bà đó chửi ông đó đi ra cửa. Xong cái hai người nào vô sắp lá cà rồi ổng quýnh bả chết ngắt luôn. Ông lấy cây ông đập bả chết ngắt như đầu cá lóc vậy. Trời ơi, coi tới đó rồi ngày qua mình thở không nổi luôn mọi người. Trời quá mà. trời nhiều người ta coi người ta thở không nổi luôn. Bỏ đi có sẵn không hả? Rồi chín rồi ăn mùi nó hôi kỳ. Hơi kỳ vẫn đóng hả? Tao ăn đúng của chị ba của ăn nãy giờ có 10 con à. Bây giờ mình làm thử thách cho ăn nhiều hơn đi chị ba. Thôi chắc Phú nó không ăn rồi. Ui. Nay ăn mùi hôi kìa lắm. Mùi này là mùi của con sò là con sò sò này. Tao quên rồi. Gì sò lông rồi à? Sò gì quên rồi. Sò điệp.
Thơ lụa. Ừ, thơ cái mùi vậy thôi chứ không có hôi. Ghê. Ghê mà nãy giờ kỳ kỳ hôi hôi mà cái chấm mút. Ta kêu chấm nước mắm vô ta là không có ướp gia vị. Thôi thôi. Dạ chuẩn bị hôi hôi tới hết video nè. Thôi mọi người ơi. Thôi mọi người ơi. Hôi dữ dằn vậy. Cái coi xong. Cái tới chưa đọc báo lại thấy công an rồi lại một vũng máu luôn và người ta kể đó. Lại lúc đó trước khi bữa bà ẩu đả vậy là người ta nói là bà nằm mơ bà thấy bà bị gãy cái răng. Với tối đó có nằm mơ bà thấy con quạ vô nhà bà là có điểm xui á mọi người. Lúc trước mình cũng nằm mơ mình bị gãy cái răng nữa. Có không? Bà gãy cái răng cùng hay gì á. Có không chị ba? Có. Đâu? Gãy, nằm mơ gãy cái răng á là chuyện ngoài đời thiệt là bữa sau mình đi làm mình bị xe quẹt á mọi người. Té gãy răng. Té không à chứ gãy răng là cái điềm báo cho mình là mình sẽ bị chuyện xui. Một là mình thấy của mình, hai là những người trong gia đình của mình, thấy không? Kì còn nếu mình nằm mơ mình thấy đám cưới và mình mơ mình thấy mình đẻ con á là những người trong gia đình của mình có gì? Có đẻ con. Cắn chúng miếng cát. Cũng có cát. Cũng có cát nhẹ nhẹ. Cũng có con chết nha. Cũng bon có bị gì chết chứ thôi. Bon bị gì chứ kìa sạch sạch. Tội nghiệp ha. Nó bị cắn lộn, bị chó cắn á. Nó giờ nó giống mấy con ba chân bên bà hai rồi đó. Ừ. Tội nghiệp ha. Hấp xả này ăn cảm giác nó cũng ngọt ngọt nhẹ. Nhưng mà bữa nay ăn cảm thấy cũng ngon miệng. Nhưng mà ta chắc tại bệnh quá ăn không ngon miệng quá các bạn. Cũng mới ngủ dậy không chứ nay đâu. Nay Phú cũng không mới ăn ngon miệng. Hồi nãy mình mới ngủ dậy á. Chứ Phú nãy xuống kêu mình đâu có dậy đâu. Thôi. Thôi cái gì? Mai có học không? Có. Xác định liệu. Ở trong toilet rồi. Không, Phú ăn hết hết thôi. Chưa bụng rồi gì mình đã ăn lẩu đi. À, tôi nè. Con nào mà mình nhìn còn nguyên con vậy là tươi, còn con nào bể tan nát là chết từ lời của hỉ của ai nào rồi. Ừ. Quá ăn con hạn hơn, chết rồi. Nghĩ chưa? Nghĩ. Để bụng. Review ăn con sò lụa này coi cảm giác thế nào? Nó ăn ngon. Có con ăn ngon, có con ăn thúi thúi. Có con ăn thúi thúi. Thịt nó là sao? Thịt nó dai dai, ngọt ngọt. Chấm với nước mắm ăn cảm giác thế nào? Ngon. Ừ. Ăn con nữa không? Hay nghỉ. Nghỉ. Nói chung là cái con này nó sắp hết mùa rồi mọi người. Tại vì nó có mùa, có đôi khi nó cũng không có nữa. Tại vì lâu lắm mình mới gặp. Hồi xưa mình có mua một lần mình làm sò lụa mà sò lụa đỏ. Hồi bữa đó có mẹ mình ăn hay sao á. Bữa nhưng đó cũng có cũng của Phú nữa. Có không? Có con sò lụa mà có cái lưỡi màu đỏ á. Bữa đó có Phú với trời rồi ăn mà. Ăn trong cái vườn mận nè. Có. Thì không có trời. Có. Nói chung là hồi lâu mình có ăn con rồi nhưng mà mấy năm nay mình không có thấy con sò lụa đỏ nó nữa. Mà chỉ gặp cái con sò lụa này thôi. Mà nghe nói sò lụa này nếu mà ở ngay chỗ mà đánh bắt của nó thì chỉ có 25.000 kg à. Mà nó lên trên cái vùng của mình là xa lắm. Là 50.000 kg nha. Chứ mọi người. Chứ những món quà tặng cuộc sống. Mình mua 1 ký à. Ăn một con nữa thôi. Nhà mình cũng ít người ăn cái này. Gì đó sao nãy nó ăn con cuối cùng rồi. Ăn con cuối cùng à. Ok. Giống như hồi xưa mình đi về miệt bên Trà Vinh đó mọi người. Là được, trong dọc đường đi có bán rất là nhiều hải sản luôn. Mà ốc móng tay là lên chỗ mình là 60.000 kg. Mà ở dưới đó bán có 25.000 kg nha mọi người. Với lại sầu huyết mà sầu huyết đực á là chỉ có 15.000 hà cào 15.000 kg à. Mà lên trên mình là 35.000 kg nha mọi người. Giờ Phú sẽ ăn con sầu huyết nhỏ nhỏ hả? Chị ba. Phú ăn sang con cuối cùng. Ăn đi. Còn cuối cùng. Ngon không? Ngon. Còn thúi nữa không? Có con thúi kìa. Thúi hoài trời. YouTuber ăn uống này kỳ quá. Review con thúi thúi kỳ quá. Thôi mọi người ơi. Chị ba mà phải vô cái cảm nghĩ của Phú rồi chị ba phải hiểu. Thôi mọi người ơi, mình ăn mình cũng có thấy có con nào mà nó bể quá thì mình bỏ thôi. Chứ giống như mấy con này nó bể nó tan nát rồi là biết nó hư rồi. Không lẽ con Phú nó nhìn nó không biết. Đây 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 Phú. Không lẽ hủi cái nữa, hủi. Con này nha. Hủi. Hủi. Ừ, con này thúi đúng rồi. Thôi cho ăn đôi. Thôi bây giờ chị cái clip buổi chiều ngắn vui vui dễ dẻ bích cà bu của chị em mình thôi mấy bạn ơi. Và tụi mình sẽ dừng video nãy đây về tắm rửa rồi chút xíu nữa mình sẽ có video ăn không.
ăn lẩu mì cay thôi chứ đơn giản không có gì trơn. Nếu bạn yêu thích thôi, mấy chị em mình thì đừng quên để lại cho mấy chị em mình một like. Có thời gian rảnh tụi em, mấy chị em mình sẽ cố gắng quay nhiều clip đăng lên cho mọi người xem. Hy vọng là mọi người sẽ yêu thích mấy chị em mình và nhấn nút like cũng như là chia sẻ video này cho gia đình mình nha. Còn bây giờ thì bye bye. Bye bye. Chúc mọi người có buổi chiều vui vẻ đi. Chúc mọi người có buổi chiều vui vẻ. Bye bye.